Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa cứu nạn thành công 7 thuyền viên bị chìm thuyền trên biển. Trước đó vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 14 tháng 8, tàu thu mua hải sản có số hiệu TTH-92205TS do ông Văn Thanh, trú tại thôn Trung Hải, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên khi đang hành nghề trên biển thì bất ngờ bị chìm, toàn bộ thuyền viên rơi xuống biển. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã điều động tàu CN09 đồn biên phòng Cồn Cỏ cùng với lực lượng quân y khẩn trương lên đường. Đến khoảng 20 giờ 40 phút, tàu của lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được với tàu vận tải Green Pacific khi trên đường đưa 7 nạn nhân vào cảng cửa Việt. Trong số 9 thuyền viên bị nạn, 2 thuyền viên Văn Hiệp sinh năm 1985 và Hoàng Quang Hiền sinh năm 1981 đều trú ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bị mất tích. 3 thuyền viên bị thương nặng, còn lại đều bị chấn thương ở tay, chân và vùng mặt. Hiện nay, quân y bộ đội biên phòng đã tiếp nhận tổ chức cấp cứu và xét nghiệm nhanh COVID-19, chuyển toàn bộ 7 thuyền viên lên tuyến trên điều trị. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều động thêm lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm 2 thuyền viên đang bị mất tích.